Xin chào các anh em đam mê game đã quay trở lại với kênh của HaloShot. Vậy là Xbox Series và PS5 sẽ xuất hiện trên toàn cầu trong tuần này. Nhưng phải hơn một tuần nữa, HaloShot mới về hàng hai chiến thần sở hữu sức mạnh cân mọi thể loại game khủng. Các bạn hãy theo dõi thường xuyên kênh tụi mình để được cập nhật thông tin liên tục nhé. Quay trở lại bản tin, chúng ta có các tin tức đáng chú ý trong tuần vừa qua. Microsoft Xbox đang kế hoạch đánh mạnh vào thị trường Nhật Bản. Sony xác nhận PS5 sẽ không hỗ trợ khe mở rộng SSD khi vừa ra mắt. EA cung cấp thêm nhiều thông tin hơn về các tựa game trên thế hệ console mới. Tựa game độc quyền Xbox The Medium bị hoãn lịch ra mắt. The Witcher Netflix mùa 2 lại hoãn lịch quay. Adidas tung ra bộ sưu tập giày collab với Cyberpunk 2077. Sau đây là thông tin chi tiết. Xbox đang kế hoạch đánh mạnh vào thị trường Nhật Bản. Nhật Bản, nơi mà Xbox đã nhận nhiều quả đắng khi doanh số bán ra của đời console trước của họ thấp hơn rất nhiều so với PS4. Chủ tịch Phil Spencer, vị CEO trong nhiều năm trở lại đây, đã gây dựng lại mảng Xbox lớn mạnh qua từng ngày từ đống tro tàn để lại từ Don Matrix. Phil Spencer đang dành sự quan tâm rất lớn đến thị trường Nhật Bản, điều mà Don hầu như đã quên mất ở thời điểm ra mắt Xbox One 7 năm trước. Bên cạnh đó, hệ sinh thái, sự đa dạng nội dung game cũng đóng một vai trò quan trọng không kém cho sự phát triển vững mạnh của một nền tảng. Có thể thị trường game console Nhật Bản chỉ lớn thứ hai châu Á sau Trung Quốc, nhưng sức ảnh hưởng của các nhà phát triển, cộng đồng game thủ quốc gia này có tác động không hề nhỏ đến ngành công nghiệp ngàn tỷ đô la trên khắp thế giới. Hiểu và nắm bắt được suy nghĩ, mong muốn của các khách hàng ở thị trường đầy quyền lực này thôi cũng đủ để thực thi nó với các thị trường game lớn khác trên toàn thế giới. Đó là một vài trong vô vàn lý do tại sao Xbox muốn nhập gia tùy tục, tìm hiểu và mong muốn dấn thân sâu hơn vào Nhật Bản. Thâu tóm, sáp nhập các studio là công việc ưu tiên hàng đầu được chủ tịch Phil Spencer chú trọng gần đây. Điển hình là động thái thâu tóm ZeniMax, công ty mẹ Bethesda, và trong số các công ty con có Tango Gameworks, một studio nhỏ có trụ sở tại Tokyo, trước đây từng thuộc Capcom. Sau đó khoảng một tuần, còn có tin đồn Microsoft sẽ mua lại hãng Sega khi nhân viên hãng này có một bài đăng đầy ẩn ý trên tài khoản Twitter chính thức của nhà phát triển. Và còn kha khá các tin đồn Microsoft sẽ thâu tóm và hợp tác với nhiều studio Nhật hơn trong thời gian tới. Ngoài ra, ở sự kiện Tokyo Game Show 2020, Xbox còn cho biết sẽ bán bộ máy Xbox Series S ở thị trường Nhật Bản rẻ hơn 20 đô so với các nơi khác trên toàn thế giới. Kích thước nhỏ, giá lại rẻ nay còn rẻ hơn. Xbox Series S sẽ là món thiết bị dường như vô cùng phù hợp với lối sống tối giản theo văn hóa Nhật. Sony xác nhận PS5 sẽ không hỗ trợ khe mở rộng SSD khi vừa ra mắt. Ở phía kia chiến tuyến từ nhà Sony là một tin không liên quan cho lắm. Sony xác nhận họ sẽ không hỗ trợ khe mở rộng bộ nhớ SSD cho chiếc PS5 khi nó ra mắt. Theo thông tin từ Sony, PS5 có khe mở rộng bộ nhớ trong thành phần cấu tạo, nhưng dường như khe này sẽ không thể hoạt động ở giai đoạn đầu của máy này đến tay công chúng. Sony đã trả lời với tờ Vớt rằng tính năng mở rộng bộ nhớ này sẽ để dành cho một phiên bản cập nhật phần mềm trong thời gian tới. Họ có lý do để đưa ra xác nhận này, nguyên nhân phần lớn là khe PCIe thế hệ thứ tư của Sony có tốc độ đọc ký rất cao, trên 5.5GB trên giây. Hiện đa phần SSD trên thị trường hiện tại chưa thể đạt đến mức mà Sony công bố, cho nên các fan hãy chờ chính những chiếc SSD được Sony sản xuất bán ra mới có thể nâng cấp được. Còn về phía Xbox, có vẻ như kế hoạch mở rộng khe lưu trữ của họ đã có từ rất lâu rồi, nên khá là dễ dàng khi mua thêm bộ nhớ mở rộng độc quyền cho Xbox Series từ thương hiệu lưu trữ hàng đầu thế giới là Seagate mà không cần phải chờ đợi thêm. EA cung cấp thêm nhiều thông tin hơn về các tựa game hoạt động trên thế hệ console mới. Bàn xong chuyện console rồi, chúng ta hãy đến với các tin tức về game. Trong một bài blog gần đây, hãng game làm tiền hàng đầu thế giới đã cung cấp chi tiết hiệu năng trải nghiệm của những tựa game mới nhất của mình trên thế hệ console mới. Star Wars Squadrons. Cụ thể, ở mức cấu hình cao nhất, Star Wars Squadrons sẽ hoạt động trơn tru mượt mà ở độ phân giải 1440p 60fps trên Xbox Series S và lên đến 2160p 60fps trên Xbox Series X. Nếu muốn phá bỏ giới hạn 60fps lên 120fps ở mỗi dòng máy, các bạn sẽ phải đánh đổi chất lượng hình ảnh nhưng vẫn mang lại trải nghiệm cực kỳ đã mắt. Ở chiếc PS5 vẫn sẽ có chế độ cải thiện chất lượng hình ảnh giới hạn khung hình 60fps cho trải nghiệm như Xbox khi chỉnh mức setting cao nhất. Apex Legends, mùa mới, map mới và giờ đây trên cả console thế hệ mới với hỗ trợ nâng cấp trải nghiệm độ phân giải lên đến 1440p. Những người chơi console Xbox Series, PS5 và console cũ như Xbox One, PS4 và cả PC sẽ có một cuộc crossplay hội ngộ tranh tài xuyên nền tảng.
The Sims 4, một tựa game dài hơi của EA sẽ tiếp tục ra một bản mở rộng mới để hút máu tiếp các player, với hứa hẹn sẽ có nhiều cải thiện tốc độ load lẫn tăng số khung hình trong tựa game này trên thế hệ console mới. EA Sports UFC phần 4, bóng bầu dục phần 21 và FIFA 21, dòng game thể thao đến từ EA. Hãng game làm tiền hàng đầu thật sự xấu xa khi chỉ phát hành phiên bản game đồ họa từ 4 năm trước cho mọi nền tảng hiện có, thay vì phiên bản đồ họa cải tiến cho thế hệ nền tảng console mới. Bởi vậy, chắc hẳn đồ họa các tựa game trên cho Xbox Series PS5 sẽ đẹp hơn rất nhiều so với trên Xbox One, PS4, PC và Nintendo Switch. Tựa game độc quyền Xbox The Medium bị hoãn lịch ra mắt. The Medium, một tựa game phiêu lưu kinh dị hơi hướng tâm linh, đã được nhà phát triển Bloober Team thông báo dời lịch phát hành sang 28 tháng 1 năm 2021, trễ hơn một tháng từ lịch dự kiến ban đầu là 10 tháng 12. Như bao nhà phát triển game toàn thế giới, hoãn lịch phát hành game dường như đã trở thành một món ăn quen thuộc trong mỗi bữa gần deadline, bởi nguyên nhân chính là đại dịch Covid còn diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia. Đại dịch đã khiến biết bao lập trình viên phải làm việc tại nhà bởi lệnh cách ly xã hội của chính phủ. The Medium sẽ xuất hiện trên Xbox Series X, S và PC. The Witcher Netflix mùa 2 lại hoãn lịch quay. Tiếp nối thành công mùa 1 là chuỗi ngày trì hoãn quay của mùa 2. Lần trì hoãn quay mới nhất này nguyên nhân bởi có 4 người trong đoàn làm phim có xét nghiệm dương tính với Covid-19. Theo tờ Deadline, những người nhiễm virus hiện đang được cách ly và họ không thuộc nhà diễn viên chính. Sau lần trì hoãn quay đầu tiên hồi tháng 3 khoảng 2 tuần do đại dịch, thời gian delay thứ hai lại tiếp tục mở rộng thêm vài tháng nữa sau đó, khi Christopher Hivill, anh chàng dáng vẻ Viking tóc đỏ trong Game of Thrones đã mắc và kiểm tra dương tính với Covid khi đang vào vai Neverland, người đàn ông bị nguyền rủa hóa gấu trong The Witcher. Mong là mấy ông trong đoàn gìn giữ sức khỏe, đeo khẩu trang thường xuyên hơn để tránh nhiễm. Có khỏe thì chúng ta mới có phim trong năm sau mà xem chứ. Adidas tung ra bộ sưu tập giày collab với tựa Cyberpunk 2077. Adidas vừa qua đã tung ra bộ sưu tập mới của dòng giày chạy bộ X9000 collab với tựa Cyberpunk 2077. Game delay thì chúng ta mua giày về ngắm. Bộ sưu tập X9000 Cyberpunk 2077 gồm một đôi X9000 4D và 4 mẫu X9000 L4. X9000 4D Cyberpunk 2077 có vẻ như là điểm sáng nhất trong bộ sưu tập, cảm hứng dựa trên cover art chủ đề của tựa game lần này, với hình tượng V, nhân vật chính chủ đạo trên nền vàng đặc trưng. X9000 4D sở hữu công nghệ đế giữa 4D vô cùng đặc biệt, vải Pramnik co giãn 360 độ tạo cảm giác thoải mái khi mang. 4 mẫu X9000L Cyberpunk 2077 cũng sở hữu thiết kế phối màu vô cùng đặc sắc dựa trên 4 phong cách, 4 con đường hướng phát triển nhân vật người chơi phải chọn trong game. Entropism, những kẻ nổi loạn. Kitsch, những kẻ thích sự hào nhoáng cổ điển. Neo Kitsch, những kẻ thích sự hào nhoáng kiểu mới. Và Neo Militarism, những kẻ theo chủ nghĩa tân quân Việt. Ở đây chính là tập đoàn Arasaka. So với X9000 4D thì 4 mẫu X9000L sở hữu công nghệ đế boost cải tiến mới nhất, không phải dạng đế 4D. Các bạn sẽ muốn sở hữu đôi giày nào để thể hiện cá tính riêng mình thì hãy comment ở dưới cho mình biết nhé. Bộ sưu tập Adidas Cyberpunk 2077 chỉ phát hành với số lượng giới hạn tại Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Nhật Bản và các nước khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Và nó đã được bán ra từ hôm qua rồi đó các bạn ơi. Và thông tin về bộ sưu tập giày Adidas Cyberpunk 2077 cũng đã kết thúc bản tin tuần này của Halo Shot. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.